chào tất cả các bạn, hôm nay mình cho các bạn coi cái kho keo nha các bạn. Rồi rồi, cái quạt rồi quá. Quạt. Kho keo rồi. Mình cho các bạn coi mấy cái hàng mẫu nha. Cái hàng mẫu thì để ở khu vực này. Cái pallet sắt, thùng sắt rút bắt để mình đặt cái cửa lên cho nó sáng nè, nó thui nè, để mình bật cái cửa lên cho sáng này, cửa cái hệ thống cửa cuốn này nè, cúp điện vẫn có bình để thoát hiểm nha mà, cúp điện vẫn có bình để thoát hiểm. Mấy cái thùng mà mình rút bắt là cái thùng này là mình đã trả lại cái thùng nha, trả lại cái thùng, thùng này ta đặt hàng với 300 đô một cái thùng nha, rất là nặng nha, làm rất chất lượng luôn, mà nó ba lớp nó dính với cái thùng luôn đó. Đó, cái thùng này là một là rút bia, hai là 040, lựa 040 không muốn không cũng bằng cái thùng này luôn nha, không muốn không làm những cái thùng chất lượng thùng này, kiểu này. Này cũng là không muốn không nha các bạn, không muốn không thùng này không muốn không, cái thùng sắt này, cái thùng rút bắt này cũng là không muốn không, hai loại nha các bạn, nó mới vô cái thùng
thuốc bắc này là rất là cứng cáp, chắc à, chắc chắn ha. Thì những cái hùng mà thuốc bắc này là mình trả lại ha. Thì nó mất tiền $300 một cái thùng này, 3 lít nha, 3 lít nó dính với cái thùng luôn. Còn những cái này nè, những cái thùng kiểu này thì không cần ha. Thùng kiểu này thì bán sử dụng liệu ở trong rồi thì bán phế hết mà, dây chai hết nữa, rất là đẹp nhưng mà bán dây chai hết, thậm chí là những cái thùng gỗ này luôn, xài xong rồi dùng gỗ hết nhưng mà báo phế hết. Đây, thùng này là thùng 1502 à. Thùng gỗ nè, thùng gỗ thì nó có nhiều loại lắm, 1502 là cũng thùng gỗ, và thùng 35L cũng là thùng gỗ, mà 3S cũng thùng gỗ luôn. Ở vậy cũng rất là nhiều. Nhưng thùng đây là LG, thùng LG này là 1280 nè. Thùng LG này nó không có giống thùng nào hết. Nó đặc biệt của này của Hàn Quốc nè bạn, 2808. Này là của Hàn Quốc, nó thiết kế cái thùng riêng của nó này bạn. Thì cái thùng này nó cũng không lấy về mà. Này xong là báo phế á, nó cũng làm cũng rất chắc chắn nhưng mà nó rồi sắt ha, rất là chắc dày mà, nhưng mà cũng báo phế hết à. Những cái loại kiểu này xài những cái liệu trong cái thùng này xong rồi báo phế hết nè. Này những liệu rất là trắng, mũ cao su nè, mũ cao su cái này phải cao su tự nhiên đâu, cao su nhân tạo nè, xung nguyên tạo này của Hàn Quốc này bạn. Mẹ coi nó Hàn Quốc nó làm cái thùng này. Đó, này là của LG. LG Chem in Korea ha. Hàn Quốc nó làm ra cái loại keo này ha. Tất cả những cái thùng này 3 lít này. Bạn rất là nhiều 3 lít này nha. Trong công ty rất nhiều 3 lít này. Đều mang đi báo phế, bán như chai hết nha. Đó. Đặc biệt mình chỉ có cùng bên kia vút bắt này, vút bắt này thì mới là trả lại thôi các bạn. Vút bắt có thùng này là trả về này, vút bắt này, đó, thùng này là nó làm chất lượng cho nên là trả về, lên xe công trả về, các bạn coi thùng này là rất kiên cố, chất lượng, nặng lên như vậy. Chai những thùng này nha. Này cái pallet mấy bạn coi làm sắt rất là chắc chắn nè. Nhưng mà nó cũng không có thu hồi lại hay nó cũng bán như chai hết mấy bạn. Sắt rất là chắc chắn mà. Đó. Nhưng mà cũng không lấy lại. Mấy cái chỉ có cái thùng này không. Thùng này nó đặt nó tới $300 một cái loại thùng này nè. Làm chắc chắn nè. Liệu thùng mà làm xong rồi là đều thu lại hết đó, các bạn nhìn cái pallet của nó rất chắc chắn, làm khớp ngàm hết nha, khi xong rồi thì xếp lại rất là gọn gàng. Để mình quay cái pallet mình xếp lại gọn gàng cho bạn coi cái thùng này ha, nó xếp lại rất là gọn gàng luôn. Đây là cái pallet của cái thùng đó nè, xếp lại bạn coi nha. Đây là cái pallet nè. Sáng này. Đó, nó chỉ vậy thôi này. Hơi tối. Ngoài sáng còn hơi tối.
ba lết nha, ba lết để dưới đây ha, này nữa đó, cái ba lết của cái thùng đó đó bạn, bạn nhìn ha, nó xếp lại cái gọn gàng luôn. Đây là những cái ba lết đó đó, rút bắt này nè, rút bắt ôi dạ lấy gì quán hiệp luôn á, thương đi toilet à, lấy gì ông xin lấy gỗ sáng ảnh ảnh cho em bảy cái anh đi qua đây lấy anh lấy gỗ hả? Ừ nó lâu á, cái lâu á lâu lâu ngay chỗ khúc này nè, quá trời ba lít gỗ luôn á. Ừ trên lầu á, lấy xe qua kéo chứ đó nè, cái những cái thùng này nè bạn, rút bắt này ha, rút bắt này nè đó, một rút bắt này đó, rất là thấy nè, này là cái loại rút chia nè bạn, rút chia nè 1208 nè đó, cái bà lớn này xếp lại gọn là gọn gàng lắm. Đó, đó tất cả những cái keo mà giới thiệu với các bạn để mình qua mặt cái sáng lên để coi nó có đủ để mình nhìn một cái xe ba lết mình nó xếp gọn vô ha. Và mặt đầu sáng nó hết cỡ lên. Thấy được, thấy được cái ba lết đó sáng yếu quá đây, đây đây đó, cái ba lết nó xếp lại nè bạn, đây nè đó bạn thấy không, đó cuối tắt nè ha, nó xếp lại, xếp lại gì đó, gọn lắm bạn, xếp lại cái thùng đó, nó gấp lại ở trên nha, thùng nó gấp lại ở trên đây, cái ngàm này đó, cái ngàm đây nè, xếp lại hết nè, tối quá, đây mình thử ra. Sáng lên coi, mình không ăn thua nè, tối quá. Rồi, rồi, nha. Chung là tới video mình cũng